Món ngon gia đình xin chào các bạn. Và trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm một món mứt nữa cho ngày Tết để các bạn có thể tự tay làm cho gia đình mình ăn, hay là các bạn làm để đem biếu thì cũng rất là tuyệt vời, bởi vì đây là món mứt do tự tay mình làm, vừa thơm ngon lại đảm bảo là an toàn nữa. Và món mứt mà hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn đó chính là mứt xoài. Và nguyên liệu mà mình chuẩn bị để làm mứt xoài thì ở đây cần có đầu tiên đó là xoài. Xoài thì ở đây mình dùng là 1 cân nha các bạn. Ở đây 3 trái xoài của mình là được 1 cân đấy. Và mình sẽ dùng xoài xanh, xanh chua hẳn nha các bạn. Các bạn có thể dùng xoài chua hẳn hoặc là mua cái loại xoài như này thì nó không chua hẳn mà nó hơi rơm rốp thì mình làm cũng được, nhưng mà đảm bảo là nó phải xanh, phải cứng nhé, đừng chín mềm quá. Với 1 cân xoài thì mình sẽ dùng là 500g đường. Bởi vì xoài này của mình thì nó không chua lắm cho nên mình sẽ dùng là 500g. Nếu như các bạn dùng xoài chua hẳn thì các bạn có thể tăng lượng đường lên khoảng 600g nhé. Nguyên liệu tiếp theo đó là vôi. Thì vôi này là vôi đã được tôi rồi mà người ta hay dùng để ăn trầu nhé. Mình sẽ dùng 1 cục bé như thế này thôi. Các bạn có thể mua vôi hoặc là xin vôi ở những cái chỗ người ta bán trầu cau ở ngoài chợ ấy, thì họ hay có cái vôi này. Tiếp theo là phèn chua, mình dùng 1 thìa cơm. Phèn chua này thì các bạn cũng có thể tìm mua ở ngoài chợ, những cái chỗ mà người ta bán đồ khô, hành, tỏi thì sẽ hay có cái phèn chua này nhé. Đó là nguyên liệu để chuẩn bị cho món mứt xoài. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thực hiện nhé. Trước tiên xoài này mua về, sau khi mua về thì mình sẽ rửa sạch. Và bây giờ thì sẽ đem gọt bỏ cái lớp vỏ ở bên ngoài đi. Để lát nữa thì mình sẽ cắt miếng xoài. Xoài này của mình nhìn nó vàng nhưng mà nó cũng vẫn còn xanh xanh, còn cứng. Và cái xoài này thì mình ăn nó có cái độ hơi rơm rốp thôi chứ nó không chua hẳn. Mình sẽ gọt sạch lớp vỏ xanh bên ngoài đi nhé. Xoài mình đã gọt xong vỏ rồi đây. Cục vôi này thì mình sẽ đem hòa với lại 2 lít nước nhé. Mình sẽ cho vôi vào hòa với lại nước như này. Để một lát nữa khi mà cái phần nước này nó trong, nó lắng xuống thì nó sẽ có cái nước trong, thì mình sẽ gạn lên cái phần nước trong nha. Và sau khi đã gọt vỏ rồi thì bây giờ mình sẽ đem bổ miếng. Mình sẽ cắt xoài để cắt thành những cái miếng nhỏ nhỏ nhé. Các bạn có thể cắt ngang như này cũng được, hoặc là mình cắt dọc như thế này cũng được. Đấy. Mình sẽ cắt xoài thành những cái miếng mỏng mỏng như thế này. Cái miếng mà to quá thì các bạn có thể cắt đôi ra như này nhé. Cứ như thế các bạn cắt cho tới khi hết cái phần xoài của mình là được. Xoài đã cắt miếng xong thì bây giờ mình sẽ cho xoài vào trong một cái âu. Cho những cái miếng xoài này vào trong âu này để mình ngâm với lại nước vôi nha. Và bây giờ thì mình sẽ gạn cái phần nước vôi vào đây. Mình gạn lấy cái phần nước trong này nhé. Cái phần cặn thì nó đã lắng xuống rồi. Các bạn gạn và ngâm cái phần xoài của mình nó ngập trong nước vôi nha. Cái nước vôi này thì sẽ giúp cho những cái miếng xoài của mình nó cứng hơn.
Rồi, mình sẽ cho nước vôi ngập trong xoài. Và bây giờ thì mình sẽ để xoài ngâm trong nước vôi này 6 tiếng. Sau đó thì mới đem đi rửa sạch để tiếp tục ngâm đường nha. Xoài mình đã ngâm với lại nước vôi trong được 8 tiếng rồi. Lúc này những cái miếng xoài của mình nó đã cứng hơn nhiều này. Thì bây giờ mình sẽ đem rửa thật sạch đi nhé. Các bạn rửa nhiều lần ở dưới vòi nước cho nó hết đi cái mùi vôi ở trong miếng xoài. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một nồi và cho vào đấy là 2 lít nước. Sau đó mình sẽ đổ cái phèn chua vào đây nhé. Một thìa ăn cơm phèn chua. Và sẽ bật bếp lên để đun cho cái phần phèn chua của mình nó tan hết. Nước sôi lên thì mình sẽ cho xoài vào đây để trần sơ qua. Khi mà cái nồi nước phèn của mình nó đã sôi lên rồi, bây giờ mình sẽ cho cái chỗ xoài vào đây để trần nhé. Mình sẽ cho xoài vào, sau đó thì trần xoài trong vòng 1 phút. Rồi sẽ đổ ra và xả sạch dưới vòi nước lạnh nhé. Sau khi đã trần xoài được 1 phút rồi, bây giờ mình sẽ đổ xoài ra một cái rổ. Sau đó thì mình rửa thật sạch đi cho nó hết cái phần nước phèn này đi để mình ngâm với lại đường. Xoài này sau khi đã rửa sạch và để cho nó ráo nước một chút rồi, bây giờ mình sẽ cho đường vào đây để ướp xoài nhé. Sau khi cho đường vào thì mình sẽ tiếp tục ướp đường, ướp xoài với lại đường thêm 6 tiếng nữa. Để cho cái phần đường này nó tan hết thì lúc đó mình mới đem đi xây mứt nha. Giờ mình sẽ đậy nắp cái âu này lại và để thêm 6 tiếng nữa nhé. Sau khi ướp xoài với đường và để cho phần đường tan hết thành nước như thế này rồi, bây giờ mình sẽ cho xoài lên trên chảo. Cho vào chảo bắc lên bếp và xên xoài với mức lửa nhỏ. Thi thoảng mình sẽ đảo xoài để cho miếng xoài được trong đều nhé. Mình xên với mức lửa nhỏ, cái phần nước đường của mình nó đã đang bắt đầu cạn lại rồi. Và những miếng xoài thì cũng đã hơi trong lại rồi đấy. Giờ thì mình sẽ tiếp tục xên cho tới khi nước đường này nó cạn hẳn, nó dẻo lại nhé. Mình sẽ xên cho tới khi miếng xoài trong, nước đường khô lại thì mình sẽ tắt bếp đi nhé. Nếu như các bạn thích ăn ướt thì mình sẽ sấy xoài ở trong tủ lạnh. Hoặc là muốn xoài khô hơn thì sẽ đem sấy ở trong lò, nhiệt độ là 100 độ C trong vòng khoảng 40 cho tới 60 phút nha. Hoặc là trời nắng thì các bạn đem ra phơi nắng cũng được. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp đi. Sau đó thì cho xoài này vào trong lò để mình sấy. Và đây là phần mứt xoài của mình sau khi mình đã hoàn thành xong, mình sấy ở trong lò nướng đấy các bạn. Các bạn có thể thấy này, mứt xoài của mình thì miếng xoài trong, khi mà mình ăn thì nó có cái độ dẻo dẻo, dai dai và cũng hơi giòn giòn nữa. Có vị chua nhẹ, ngọt ngọt, rất là ngon. Các bạn thích ăn mềm thì có thể cho vào trong tủ lạnh nhé. Mình sấy ở trong lò nướng thì nó có cái độ dai dai, ăn rất là thú vị. Các bạn hãy bổ sung thêm món mứt xoài này cho danh sách các món mứt ngày Tết cho gia đình mình nhé. Rất là đơn giản phải không nào? Và các bạn hãy vào bếp thực hiện ngay món mứt xoài để thưởng thức nha. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Kênh Món Ngon Gia Đình xin chào các bạn. Ngày Tết đang đến gần rồi, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đã đến Tết Nguyên Đán rồi đấy. Và thời điểm này thì các bạn đang háo hức chuẩn bị các loại mứt cho ngày Tết. Hôm nay thì kênh Món Ngon Gia Đình sẽ cùng với các bạn vào bếp để mình làm một món mứt độc đáo, mới lạ cho gia đình mình thêm vị Tết thú vị hơn nhé. Và món mứt hôm nay mà kênh Món Ngon Gia Đình muốn chia sẻ tới các bạn đó chính là mứt từ trái đu đủ. Trái đu đủ thì chắc hẳn là không còn xa lạ với các bạn rồi. Và những nguyên liệu để làm mứt đu đủ thì rất là dễ kiếm, ngay tại vườn nhà mình là các bạn đã có thể kiếm được rồi đấy. Và nguyên liệu mình chuẩn bị để làm mứt đu đủ đó là một trái đu đủ.
tiếp theo là đường cát trắng. Và đây là vôi, vôi để ăn trầu nha các bạn. Trái đu đủ này của mình thì khoảng 7 cho đến 8 lạng các bạn ạ. Đường thì mình sẽ dùng là khoảng 300g. Đó là các nguyên liệu. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thực hiện món mứt đu đủ này nha.